Vị Nguyễn Thị Thu sinh năm 1940 ở Nam Định hỏi. Câu số 1. Ở miền Bắc có quan niệm mỗi gia đình có một vị thổ công coi giữ nhà cho mình, không cho ngoại tà xâm nhập vào nhà mình ngày Tết, giỗ. Mình cho người âm về nơi con cháu thì phải xin phép ông công cò cho vào mới được vào. Phải có bát hương thờ riêng vị này, bát hương phải tôn cao hơn bát hương của gia đình, của gia tiên nhà mình. Vậy có vị thổ công thật không ạ? Có. Đất thì có thổ công, sông thì có hà bá, có. Nhưng mà đã vô thiền tông rồi thì mấy ông có nhiệm vụ vậy thôi. Giống như bây giờ ở đường phố thì có ông cảnh sát giao thông, rồi theo đường phố có ông cảnh sát lưu thông. Đâu có, nhưng mà nên nhớ là cái nhiệm vụ người ta vậy thì kệ người ta. Tụi mình kêu vô nhà chi làm chi. Thổ công là ông giữ hết cho cái làng đó, chứ không phải là giữ cho cái nhà mình. Xong có hà bá thì chỗ nào xong già thì của ổng, ổng hiện tới mình đem vô nhà làm chi. Thấy không? Đất thổ công là thổ công là người ta thờ ở ngoài đình á, là nơi thờ ổng á, cái đình là thờ thổ công á. Trong này nó có, còn mình ở đây cái nhà đừng có đem vô, nhà mình thì thờ, có thờ là thờ ông bà ổng chết, ông nội bà nội chết để cái nhà tôi thờ ổng á, là vậy thôi, kỷ niệm thôi. Chứ không phải cúng luôn à. Nếu ông bà mà hồi xưa tu gì là đi theo cái đấy rồi, đừng có cúng, có thể thờ là đúng. Nhớ, bởi vì này nhà của ông bà, đất của ông bà, thờ là thờ ông bà đó, chứ không phải thờ đất thổ công. Thổ công là chung cho một cái làng đó, chung cho cái quận đó. Thấy không? Rồi, câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, nếu có thì vị này ở dạng nào, thánh hay là ngạ quỷ ạ? Cái này nó thuộc thần. Thổ công là ông thần, được phân công mà. Phân công giữ thì dùng, chứ không phải thánh. Còn thánh, ông thần ở đâu thì thánh theo đó. Thấy không? Để chi? Để ông thần, cúng ông thần, ông thánh cũng ăn theo. Nói đúng là ông thánh thì giống như mấy ông cò đó. Ở đâu mà có cơ quan hay có cò tới, đứng ở trước cửa. Rồi hỏi tiếp đi.